thưa tất cả các bạn. Hôm nay anh cô bọn em lại tiếp tục bàn giao đến cho anh với ở Thiện Trang, Hải Dương. Một máy phun vữa Danco bản tiêu chuẩn. Đây là công trình của anh ấy đây. Hai tầng máy cái. Đây là em đang đến em lắp ráp máy và test máy cho các bác ấy, để hướng dẫn cách sử dụng máy. Đây là con tiêu chuẩn đây. Nay thì đang chờ bác giáo chuẩn bị công tác, gọi là em hướng dẫn em phun. Đây là quá trình anh ấy đang bắt dây đang phun đây. Thế thôi, tầm đấy là vừa mình phun nước đầu. Cái lượt thứ hai ấy thì mình... Cái máy này nó có nhiều cái ổng móc không? Cái này nó chỉ có như cái này gọi là nó không như kiểu cái hàng dòng điện tử. Cái này gọi là hàng cơ. Dùng với các bác thợ xây này chỉ chơi cái loại nồi đồng cua đá thôi. Vâng ạ, chứ dòng điện tử nhiều là 3 hôm là các bác còn giữa cái này còn đạt là do là nó bị tắt. Vâng, đúng rồi, nó bị tắt đây này. Đúng rồi, mới lại do phần mình trộn nước. Đấy, trộn nước là sao nó một khô quá đó. Đấy, là nó sẽ tắt. Cho nên là sao mà biết nó đạt cái độ tiêu chuẩn nó vừa phải nó mềm. Đây là anh Với đây. Anh Với đang kiểm tra xem là các bác cái đã mới phun này, xem đã đều cay chưa đây.